Trung Nguyễn mến chào quý chú anh chị và các bạn trở lại với Phú Yên Channel nha. Mình đang có mặt tại làng Hoa Lê Ương ở Ngọc Lãng, xã Bình Ngọc của thành phố Tuy Hòa. Chiều hôm nay là ngày 21 âm lịch. Như rất là nhiều quý cô chú anh chị và các bạn nhắn tin có nhờ mình đến cập nhật xem thử Hoa Lê Ương tại làng Hoa Lê Ương Ngọc Lãng năm nay như thế nào. Thì mời quý cô chú anh chị và các bạn cùng vào khu vực vườn để mà tham khảo hoa cũng như là giá cả năm nay như thế nào nha. Thời tiết năm nay rất là thuận lợi, các bạn thấy là hoa Lê Ương sinh sôi và phát triển rất là đẹp luôn. Đây là những giống hoa Lê Ương sẽ cho ra hoa sớm để mà bán trong những ngày trước Tết, đặc biệt là những ngày mà người dân thường cúng ông táo này, cúng tất niên này, thì sẽ bán những luống hoa Lê Ương này trước. Các bạn thấy là hoa đã bắt đầu nở búp ra, rất là đẹp luôn. Và những luống hoa mà các bạn thấy chưa nở như thế này á, thì sẽ bán trong những ngày cận Tết cũng như là giáp Tết. Còn những cây hoa mà hoa lớn như thế này thì thường là bán trước Tết. Hoa các bạn thấy là bạc ngàn hoa luôn. Ở khu vực này thì hầu như nhà ai cũng đều trồng hoa Lê Ương cả. Hoa bạc ngàn hoa luôn. Thì trước là ông chủ vườn hoa đang tưới nước. Giờ mình sẽ đến hỏi thăm giá cả cũng như là hoa năm nay. Chú là chủ vườn đúng không? Chủ vườn đây hả? Dạ. Có nhiều người xem video mà hỏi không biết là cái số điện thoại của chú vườn ở mấy cái luống hoa mình á. Nên hỏi chú là chú tên gì? Chú Anh. Dạ, chú là trồng bao nhiêu máy xào chú? Chú Anh cho cũng xin số điện thoại chú đọc để mà mọi người có thể là liên hệ trực tiếp với chú. 09 09 8907 09 8907 84 8470 84 70. Mình sẽ để số điện thoại trên màn hình nha. Các bạn nào có nhu cầu sẽ liên hệ trực tiếp với chú Anh. Chú là máy xào ở đây chú? Chú ba sao ở đây à? Tại vì sao chú, hoa đạt không? Hoa rất đạt, hoa rất đạt đúng không? À, nhưng mà vườn của chú thì nở sớm một tí hơn, nhưng mà nở sớm thì bán những ngày trước Tết, đặc biệt là những ngày mà người ta cúng tất niên ông táo, thì những cái hoa như thế này sẽ bán rất là vừa này. Nhưng mà thường là người dân sẽ chừa những cái hoa búp để bán cần những ngày cận Tết với giá cao hơn. Đúng rồi, hoa đây là trúng Tết này. Dạ, trúng Tết. Dạ. Những cái ngày mà khoảng 28, 29 là những ngày cao điểm nhất tại những luống hoa tại cái làng hoa Lê Ương Ngọc Lãng này các bạn. Dạ. Theo như chú là nói là năm nay hoa rất là đạt. Dạ. Thuận lợi, thời tiết rất là thuận lợi hả chú? Dạ. Năm nay ở Phú Yên hầu như là mưa bão thì không có mưa bão, nên các bạn thấy là rất là nhiều những luống hoa Lê Ương bạc ngàn luôn, đều xanh tốt và nở hoa rất là đều, rất đẹp luôn. Mình đến hơi tối một tí, nhưng mà nếu mà đến sớm một chút là quay sẽ rất là đẹp và rất là đủ sáng nha. Chú là chủ yếu là bán ngoài kia, hay là nếu mà khách mua đi xa thì chú có ship đi không chú? Có chở đi không? Nếu mà những người ở xa người ta gọi điện cho chú thì hỏi mua thì chú có đáp ứng được không? Đúng rồi, nếu mà những người mà ở xa thì muốn mua hoa thì có thể là đặt cọc cho chú trước, hay là ứng tiền cho chú trước. Sau đó là các bạn có thể là dùng điện thoại để mà xem thử hoa như thế nào, giá cả thế nào thì sẽ liên hệ với chú nha. Dạ. Hoa là mình phải tại vườn. Dạ. Mình chọn. Mình gọi nhiều cái không vừa ý người ta. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Cái hoa mà. Nên tốt nhất là ai mà muốn mua hoa thì đến trực tiếp tại các vườn hoa như thế này. Chúng ta có thể xem hoa và thương lượng giá cả với chủ vườn nha. Thì nó sẽ thuận lợi hơn trong việc mà mua hoa cũng như là di chuyển hoa. Những ngày này là chú ơi, bắt đầu nhổ hoa bán vào buổi sáng rồi đúng không? Sáng. Dạ, sáng là mấy giờ chú nhổ? Sáng
4 giờ sáng đã nhổ hoa rồi, đã bán khô. Chú là hiện tại là chú bán trước hay chú bán các chợ? Bán người ta tới đây mình mua. À, đa số là các tiểu thương sẽ đến trực tiếp các vườn hoa để mà mua hoa nha các bạn. Mình qua đi báo các chợ. Dạ. Bắt đầu thời điểm này á, các bạn thấy là ở các chợ hoa Lê Ân sẽ xuất hiện bán rất là nhiều nha. Để mà cho bà con mua về trưng cũng như là đem trên bàn thờ trong những ngày trước Tết, đặc biệt là những dịp mà chúng ta cúng tất niên, cúng năm này, cúng ông táo này, thường là người dân sẽ bắt đầu mua hoa Lê Ân. Nhưng mà thời điểm trước Tết như thế này á, giá cả hoa Lê Ân thường là rẻ hơn, đặc biệt là những ngày mà cận Tết thì giá hoa Lê Ân sẽ quyết định là có thành hay bại trong một vụ hoa Lê Ân. Vì những ngày mà khoảng 28, 29, 30 á, là những ngày nhu cầu mua hoa Lê Ân rất là cao. Thường người dân hầu như là ai cũng đều mua hoa Lê Ân để mà trưng trong nhà, đặc biệt là người dân Phú Yên luôn có truyền thống là hầu như Tết nào làm gì làm cũng đều có những chậu hoa Lê Ân cũng như là bình hoa Lê Ân ở trong nhà nha các bạn. Nên những ngày mà cận Tết thì nhu cầu sẽ rất là cao. Bệt hoa Lê Ân năm nay rất là đẹp và rất là đều nha, rất là trúng Tết luôn. Giờ mình đi thăm hoa Lê Ân á. Dạ. Bà chủ hay là chủ vườn hả? Có chủ vườn với chú anh đây không hay là khác? Chị cho em xin số điện thoại của chủ vườn đi, tại vì có nhiều người xem cái clip em coi á. Tôi đâu có xem điện thoại đâu, giờ cả điện thoại tôi đâu nhớ số. Vậy này không nhớ số này. Trời ơi, em đến trở tới thời điểm này là không, muốn xin số. À không, muốn xin nhiều người đỡ, người ta có thể là hỏi nhiều người á. Đặc biệt là những người ở xa các tỉnh khác á. Chị không nhớ số chị nè. Không. Sáng mai khoảng 6 giờ thì ở khu vực này sẽ bắt đầu đông và nhộn nhịp. Từ giờ tới những ngày cận Tết ha, giáp Tết luôn á. À, đặc biệt là các bạn thấy là những ngày mà 28, 29, 30 là những ngày rộn ràng nhộn nhịp nhất ở khu vực làng hoa Lê Ân Ngọc Lãng này. Khi đó là chúng ta sẽ thấy là khung cảnh buôn bán hoa Lê Ân sẽ diễn ra rất là tấp nập và nhộn nhịp nha. Bạn thấy là hoa Lê Ân năm nay rất là đạt, búp nào ra búp đó luôn, lá thì xanh rờn. Hầu như là năm nay ở Phú Yên không có mưa bão nhiều á, đặc biệt là không có bão, nên đặc biệt không có bão và cũng không có lụt nữa, nên hoa rất là đều, rất là đẹp. Hy vọng là năm nay có giá được mà nhà vườn ăn Tết khấn khởi. Những ngày cuối năm như thế này, các chủ vườn hoa Lê Ân này thường là sẽ thường xuyên ra ngoài vườn để mà ngắm hoa chuẩn bị bán Tết. Trong một năm thì rất là chờ đợi những ngày như thế này. À, chú phía trước là chú với tên gì á bà chủ? Xin số. Dạ. Chú tên gì chú? À, có mấy người mà xem video của con á hỏi thăm số điện thoại cũng như là chủ vườn hoa Lê Ân để người ta gọi điện, người ta có mua từ xa chú ạ. À? Là mấy sao? Không có trúng. Không trúng nè. Trúng hả? Dạ rồi. À, ngay là cũng được sao hay sao chứ? Không được nè. Đất ở đây mà làm quá. Chú là chỗ nào chú? Hoa chỗ nào chú? Hoa ở đây. À, nhưng mà chú không đạt hơn so với mọi người kia hả? Không phải không đạt là một phần, còn cái thứ hai nữa là mình trồng ít. Trồng ít, yeah. Trồng ít thì bán ở đây thôi. À, đây. Yeah. Wow. Mà mọi người ở xa thì có thể là những ngày này có thể đến trực tiếp luôn các luống hoa, ruộng hoa này, để mà gặp những chủ vườn hoa, thương lượng giá cả cũng như là đặt cọc như thế nào đó, thì có thể là nhổ hoa trong những ngày cận Tết, giáp Tết thì mình tùy vào sự thỏa thuận nha. Mình chỉ kết nối với mọi người thôi. Kết nối đó là dùng nào? Cho như cái đây là mới trúng Tết. À, như mấy cái luống đây là trúng Tết hết hả chú? Trúng Tết.
Năm nay theo như các bạn thấy là theo như các chú nhà vườn ở đây thì nó là năm nay hoa rất là đạt. Đạt trúng Tết luôn. Dạ. Thời tiết ủng hộ hay sao chú? Năm nay thời tiết ở Phú Yên. Thời tiết Phú Yên ủng hộ. Dạ. Năm nay ở Phú Yên hầu như là không có mưa bão gì nhiều á. Đặc biệt là không có lụt. Không lụt. Nhất là không lụt. Không lụt. Cái gì nữa là mưa. Mưa. Dạ. Nên các bạn thấy hoa là rất là đẹp nha.